Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận một người đàn ông tên T, 60 tuổi, nhập viện trong tình trạng chân phải nhiễm trùng, mắc hội chứng cơ sinh, di tuyến thượng thận cấp. Khai thác tiền sử được biết, 6 năm trước ông T bị viêm xương khớp, đau nhức đầu gối và mắt cá chân. Đi khám 3 lần nhưng bệnh không khỏi hẳn, ông mua thuốc giảm đau của một người trong xóm, tự ý tăng liều mỗi khi đau nhiều hơn. Gần đây chân của ông ngày càng đau nhức và xảy ra hiện tượng bị nhiễm trùng, vết thương bốc mùi hôi, có mủ. Các bác sĩ cho biết, vết thương hoại tử khiến ông tê sốt, mệt li bì, nôn ói nhiều, ăn uống kém, suy kiệt. Hai chân của ông bị teo cơ, vùng bụng, mặt và gáy tích nhiều mỡ, da khô mỏng, nhiều vết xuất huyết dưới da. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy người bệnh bị hội chứng cơ sinh, bệnh nội tiết, suy tuyến thượng thận, thiếu máu mức độ nặng. Ông còn bị sỏi kẽ ở niệu quản trái, gây thận ứ nước, tổn thương thận cấp, bệnh gút. Theo bác sĩ, ông tê bị hội chứng cơ sinh do uống thuốc giảm đau có chứa corticoid trong thời gian dài, làm ức chế tuyến thượng thận. Ông ngừng thuốc đột ngột dẫn đến suy tuyến thượng thận cấp với chỉ số hormone cortisol thấp. Người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng dẫn đến suy đa tạng, hạ huyết áp, tử vong nếu không kịp thời điều trị. Bác sĩ cho biết thêm tổn thương thận cấp có thể chuyển sang suy thận mạn và phải chạy thận nhân tạo. Sau khi thăm khám, ông T được bù nước, điện dài và dinh dưỡng, kháng sinh, giải quyết tắc nghẽn đường tiểu dưới, truyền máu, cắt lọc mô hoại tử và chăm sóc vết thương. Khi nhiễm trùng ở hệ tiết niệu giảm, bác sĩ nội soi tán sỏi niệu quản cho ông. Sau 2 tuần, vùng da ở vết thương lành. Ông hết nôn ói và nhiễm trùng, được xuất viện. Theo các bác sĩ cho biết, thành phần chính của thuốc giảm đau là corticoid, có tác dụng giảm viêm mạnh, giúp giảm đau nhanh chóng nên được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, uống thuốc có chứa corticoid trong thời gian dài sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Hormone cortisol tiết ra từ tuyến thượng thận giúp kích thích thoái giáng, phân cắt, các chất dự trữ năng lượng của cơ thể như mỡ, protein, carbon hydrate, giảm chức năng gây viêm và chức năng miễn dịch, tăng sản xuất glucose và làm tăng đường trong máu. Corticoid có trong thuốc kháng viêm cũng có tác dụng tương tự. Người uống quá nhiều thuốc này làm tăng corticoid trong máu dẫn đến hội chứng cơ sinh. Tương tự trường hợp trên, trước đó khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã hội chẩn điều trị nhiều trường hợp có người bệnh hội chứng cơ sinh do lạm dụng thuốc kèm theo rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với những người tự ý dùng corticoid gây nguy hiểm đến sức khỏe. Mới đây nhất là trường hợp người bệnh nam tên T, 69 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nhập viện tại khoa xương khớp. Người bệnh có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận mạn, bệnh gút hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, người bệnh không tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của cán bộ y tế mà thường xuyên tự ý dùng các thuốc, tự ý tiêm thuốc để điều trị các đợt gút cấp. Nhưng bệnh chưa thấy thuyên giảm thì người bệnh đã xuất hiện tăng cân, mặt to, bụng to, chân tay teo, dạn da, đường máu cao, huyết áp cao, khó kiểm soát, đau khớp chân nhiều. Sau khi khám và thực hiện các cận lâm sàng, kết quả cho thấy người bệnh có đường máu rất cao, 39,23 mmol/lít, rối loạn điện giải natri 129, ure máu cao 15,89 mmol/lít. Hội chẩn chuyên khoa nội tiết, người bệnh được chẩn đoán suy thượng thận do thuốc, phụ thuộc corticoid, đái tháo đường tiếp 2, tăng huyết áp, biến chứng thận mạn giai đoạn 3A, đợt cấp gút mạn. Người bệnh được điều trị bằng glucocorticoid theo phác đồ giảm liều, dùng các thuốc điều trị triệu chứng. Hiện tại, người bệnh đã ổn định, đỡ đau khớp, cân nặng có cải thiện, đã kiểm soát được đường máu, huyết áp. Người bệnh được ra viện và tiếp tục khám tại phòng khám nội tiết theo hẹn. Triệu chứng hội chứng cơ sinh gồm tăng cân nhanh, tụ mỡ ở mặt, gáy, bụng, ngực, da mỏng, giãn mạch dưới da, vết dạn da màu đỏ tím. Trường hợp nặng có thể dạn da toàn thân, vết thương chậm lành dễ nhiễm trùng, tăng huyết áp, loãng xương. Nếu không kịp thời điều trị, người bệnh có thể gặp các biến chứng loãng xương, gãy xương, tiểu đường tiếp 2, hệ miễn dịch suy giảm, yếu cơ, tăng huyết áp. Khi ngừng thuốc đột ngột, cơ thể thiếu hụt hormone cortisol, gây suy yếu tuyến thượng thận, đe dọa đến tính mạng. Theo các bác sĩ, hội chứng cơ sinh là một bệnh lý lâm sàng do tiếp xúc kéo dài với tình trạng tăng quá mức hay dư thừa glucocorticoid từ nguồn gốc ngoại sinh hay nội sinh. Nguyên nhân hay gặp nhất của hội chứng này là do lạm dụng thuốc glucocorticoid ngoại sinh gây ra. Một số dấu hiệu gợi ý của hội chứng này bao gồm béo phì trung tâm, teo da, dạn da, rối loạn đường máu, tăng huyết áp, rối loạn sinh dục, teo yếu cơ, loãng xương, rối loạn tâm thần kinh. Chẩn đoán hội chứng cơ sinh do thuốc cần dựa vào tiền sử của người bệnh, có dùng các loại thuốc thành phần corticoid kéo dài bằng đường uống, tiêm, xịt, hít, bôi. Ngoài ra, thời gian dùng thuốc, lâm sàng có kiểu hình cơ sinh, mệt mỏi, chán ăn hay xuất huyết bầm tím dưới da, cùng các xét nghiệm nội tiết đánh giá trục dưới đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận. Trong điều trị hội chứng cơ sinh do thuốc, việc giảm dần glucocorticoid rất quan trọng, vì hầu hết người bệnh đã sử dụng dài ngày glucocorticoid sẽ có tình trạng ức chế trục dưới đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận ở một mức độ nào, cần ngừng ngay các thuốc chứa corticoid đang dùng và đổi sang loại thuốc nhẹ nhất, ít gây ức chế tuyến yên nhất là hydrocortisone với liều vừa đủ cho cơ thể cần. Lạm dụng thuốc corticoid dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Corticoid là loại thuốc làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể nhưng cũng làm giảm hoạt động của hệ thống miễn dịch. Corticoid hay được sử dụng trong điều trị lâm sàng các bệnh như dị ứng, ngứa, mẩn đỏ, suy thận, lupus, hen suyễn, viêm khớp.
Do thuốc thường làm giảm nhanh các triệu chứng nên nhiều người đã lạm dụng corticoid. Bên cạnh những lợi ích mang lại, còn rất nhiều tác dụng phụ bất lợi có thể xảy ra nếu dùng thuốc không đúng cách như đái tháo đường, tăng huyết áp, loãng xương, suy tiến vỏ thượng thận. Việc lạm dụng corticoid diễn ra thường xuyên trong điều trị nhiễm cúm và các bệnh xương khớp, được trộn lẫn trong quá trình thành phần thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc. Hành động dùng thuốc bừa bãi làm suy giảm khả năng đề kháng và rất dễ bội nhiễm vi khuẩn. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi dùng thuốc điều trị, đặc biệt là các thuốc giảm đau chống viêm hay dùng trong các bệnh về hô hấp, xương khớp, da liễu, miễn dịch dị ứng, tai mũi họng như Medrol, Menison, Hydrocortisone, Cago, Prednisolone, Methylprednisolone, Betamethasone, Dexamethasone cần phải tuân thủ theo đơn thuốc của bác sĩ chuyên khoa, không lạm dụng thuốc khi không có chỉ định, không được tự ý mua và sử dụng thuốc theo lời mách hay truyền miệng, không tự điều trị theo đơn thuốc của người khác vì hậu quả sẽ rất nặng nề. Người bệnh có các triệu chứng lâm sàng như trên cần đến khám tại các cơ sở có chuyên khoa nội tiết để phát hiện sớm, điều trị kịp thời hội chứng cơ sinh, tình trạng suy thượng thận do thuốc gây ra. Có nhiều nguyên nhân gây ra do hội chứng cơ sinh. Bệnh cơ sinh do khối u tuyến yên sản xuất ra lượng hormone ACTH dư thừa, kích thích tuyến thượng thận tăng sản xuất cortisol. U tuyến yên có thể xảy ra triệu chứng đau đầu, bán manh, nhìn mờ khi khối u chèn ép dây thần kinh thị giác, đồng thời có thể gây ra biểu hiện ở những cơ quan khác do rối loạn hormone được tiết ra bởi tuyến yên. Hội chứng cơ sinh do u vỏ thượng thận gây tăng tiết cortisol. U thường lành tính, ác tính ít gặp hơn nhưng rất nặng và tiến triển nhanh, triệu chứng rầm rộ. Hội chứng tăng tiết ACTH ngoại sinh do một khối u không ở tuyến yên tiết ra là một loại biểu hiện bệnh lý ác tính như ung thư phổi tế bào nhỏ, ung thư gan nguyên phát, ung thư dạ dày. Cơ sinh do thuốc. Đây là hậu quả của tình trạng lạm dụng thuốc corticosteroid kéo dài không kiểm soát, thường gặp trong các bệnh lý cơ xương khớp, bệnh lý về máu, hen phế quản. Trong thời gian gần đây, cơ sinh do thuốc rất phổ biến vì tình trạng lạm dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Corticosteroid trong các chế phẩm thuốc và thực phẩm chức năng nhằm giảm đau, chống dị ứng. Đây là nhóm nguyên nhân thường gặp nhất và biến chứng nặng nề như suy thượng thận cấp, suy kiệt rối loạn điện giải nặng, nhiễm trùng. Các triệu chứng gợi ý hội chứng cơ sinh. Người mắc hội chứng cơ sinh sẽ có những đặc trưng sau: tích tụ mỡ vùng trung tâm, mặt tròn như mặt trăng, ở vùng da như mí mắt, cổ, bụng, biếu mỡ giữa hai xương bả vai, biếu trâu, tứ chi mệt mỏi, yếu cơ, teo cơ tứ chi, biến đổi ở da, da mỏng, sậm lông, sạn da màu tím đỏ, dễ bầm máu, nổi nhiều mụn trứng cá ở mặt, lưng. Do dư thừa lượng hormone cortisol trong cơ thể dẫn tới những rối loạn chuyển hóa, gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ địa dễ nhiễm trùng do suy yếu hệ miễn dịch, chậm lành vết thương, rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới, giảm ham muốn ở nam giới, suy giảm khả năng sinh sản, rối loạn cảm xúc, tâm thần, chậm tăng trưởng ở trẻ em. Tăng nguy cơ các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường type 2, loãng xương, sỏi thận. Chia sẻ về hội chứng cơ sinh do lạm dụng thuốc corticoid, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Loan, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết. Hội chứng cơ sinh là cái tăng tiết glucocorticoid kéo dài và mạn tính gây ra. Do rất nhiều nguyên nhân dẫn tới cái hội chứng cơ sinh đấy. Hội chứng cơ sinh có thể do nguyên nhân từ tuyến yên, nguyên nhân từ tuyến thượng thận và cũng có thể nguyên nhân từ những cái bên ngoài đưa vào. Hội chứng cơ sinh nó tác động tới tất cả các yếu tố chuyển hóa trong cơ thể như chuyển hóa protein, chuyển hóa lipid, chuyển hóa glucid. Tức là bên cạnh nó nữa là chuyển hóa cả muối, đường, muối nước nữa. Đấy, thế chính vì thế mà khi mà tăng tiết corticoid quá mức thì nó gây ra các rối loạn về chuyển hóa đã. Đó, và trong đó nó có cái rối loạn về đường, gây ra đái tháo đường hoặc là tiền đái tháo đường. Rối loạn về mỡ, gây ra tích trữ mỡ ở các vị trí không đúng. Thế và gây ra dị hóa protein, tức là teo các cái cơ. Thế còn về chuyển hóa muối nước thì nó lại gây ra các cái rối loạn như là tăng huyết áp. Mà biến chứng của tăng huyết áp thì rất là nhiều. Thế và khi mà corticoid tăng quá nhiều như thế, nó cũng gây ra các cái rối loạn tâm thần ở người bệnh. Đấy, và những cái loãng xương do nó không hấp thu được canxi, rồi nhiều các vấn đề khác nữa. Rồi thậm chí là cái hội chứng cơ sinh, nếu hội chứng cơ sinh do cái u của thượng thận nó xâm lấn vào các cái vị trí khác nữa thì nó sẽ gây ra cả cái hội chứng rậm lông, rồi nó liên quan đến cả cái androsterone. Nếu như bệnh nhân mà sử dụng corticoid điều trị những cái như cơ xương khớp, là những cái đau khớp hay gì đấy, lạm dụng corticoid thì lên đi khám. Thế mà một số các cái trường hợp khác mà tự nhiên thấy béo này, tăng cân này, mặt thì tròn đỏ này, hình ảnh nó thay đổi cái thể trạng con người, da thì mỏng, sau đó thì xuất huyết dưới da rất là nhiều, hoặc là tăng huyết áp không kiểm soát được, hoặc là tăng đường huyết, thì cái đấy là nên tầm soát ngay. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần liên hệ với bác sĩ nếu có các triệu chứng gợi ý hội chứng cơ sinh, đặc biệt là nếu đang dùng thuốc corticosteroid để điều trị một số tình trạng bệnh, chẳng hạn như hèn suyễn, viêm khớp, các bệnh lý tự miễn, không tự ý mua thuốc tại nhà thuốc,
các loại thuốc điều trị viêm nhiễm, viêm họng, viêm xoang và các loại thuốc chống dị ứng, vì hầu hết các thuốc này có chứa corticoids. Đối với người bệnh phải điều trị các nhóm thuốc corticoids, tuyệt đối tuân thủ chỉ định của bác sĩ, không tự động ngừng thuốc đột ngột vì sẽ gây ra tình trạng suy tuyến thượng thận cấp. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thuốc, không tự ý dùng những loại thuốc cổ truyền hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần.